Xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với phần 4, biên bản chiến tranh của tác giả Trần Mai Hạnh. Đây là cuốn hồi ký tập hợp nguyên bản tài liệu trung thực có góc nhìn khách quan, không phiến diện, tôn trọng lịch sử, nguyên bản gốc. Chỉ một thoáng bay, chiếc HU-1A cất cánh từ tiên hòa đáp xuống phi trường Nha Trang. Trên trực thăng, ngoài tổ lái có Phạm Duy Tất, chuẩn tướng, chỉ huy trưởng biệt động quân, và lê khắc lý đại tá tham mưu trưởng quân đoàn 2 thoát chết ở thung lũng sông ba vừa về tới tuy hòa tất đã hối thúc lý đi nha trang ngay thế nhưng vốn là một sĩ quan mẫn cán có tinh thần trách nhiệm trước công vụ lý khuyên tất lên lán lại tuy hòa chiều qua đó những tốp di tản đầu tiên chạy thoát về tới tuy hòa nắm thêm tình hình Trưa nay lý mới cùng tất bay ra nha trang gặp phú đích thân ra tận phi trường đón Lý và Tất. Còn có một chút lương tâm lên phú ngượng vì đã phải phủi trách nhiệm cho bên lính của mình trong cuộc rút lui khốn khổ này, đó là Lý và Tất. Lý vừa nhảy ra khỏi trực thăng, Phú đã bước tới ôm choàng lấy Lý, một cử chỉ thân thiện hiếm có. Trong bộ quân phục nhầu lát, Lý giật gót dơ tay chào. Trình thiếu tướng, tham mưu trưởng quân đoàn 2 có mặt Vũ buồn vã, sao? Khỏe cả chứ? Ông Lý, ông Tất. Vũ vừa nói vừa dối rít quay sang bắt được Tất. Lý đáp giọng rầu rầu. Trình thiếu tướng, nhờ bề trên tôi và tướng Tất thoát nạn còn lại tất cả chiến hữu. Nói tới đây thì Lý bỗng im bặt. Lý nghĩ qua điện đàm thì Phú đã biết thiệt hại nặng nề của quân đoàn 2 nên lúc này không cần nhắc tới chuyện đó làm gì. Lý quay sang chào. Trần Tướng Thân, tư lệnh phó quân đoàn và trung tá Hoàn, tham mưu phó chiến tranh chính trị của quân đoàn cũng có mặt với Phú ở phi trường lúc đó. Đoàn xe chở Phú và bộ sậu có cả quân cảnh hộ tống vào tới trung tâm của thành phố Nha Trang. Khi đường phố hết sức nhôn nháo, những dòng người đầu tiên về tới Tiêu Hòa đã chạy tiếp thâu đêm về tới Nha Trang sau đúng 10 ngày đêm. Kể từ cái buổi hoàng hôn hãi hùng chạy ra khỏi Pleiku cả ngàn người tóc rối bời mặt đầy bụi đất và cả những vết máu của chính họ cũng đông cứng lại họ mang theo đủ thứ trên xe cả xác thân nhân chết dọc đường chưa kịp chôn người di tản và người từ Sài Gòn các tỉnh đổ về đón người thân lộn nhào với nhau làm láo loạn cả thành phố ven biển xinh đẹp và yên tĩnh nhất Nam Việt Nam này võ tánh huyền Trân, kỹ thuật ba trung tâm tiếp cư dân mới ở Nha Trang lập tức bị làn sóng người như chiều dâng tác đổ từ cao nguyên hoảng loạn túa về nhấn chìm thị xã và những thị trấn trên quốc lộ 1A chạy qua. Lính biệt động quân của tướng Tất thoát nạn đã đặt một chân tới thành phố này. Hàng chục lính biệt động áo quần rách lát, người đầu đầy băng bùn đất và máu nằm ngồi la liệt bên vệ đường. Lên chi sáng trên bàn thề trong chiếc xe, lỏng trỏng hương hoa, đồ ăn của những người thập phương dân để tạ ơn thoát lạn. Trông thấy đám lính bị động quân, Phú hét đỗ xe. Phú chỉnh trang bộ quân phục cấp tướng, rồi nhảy xuống để làm cái trò đích thân quý lào binh sĩ và bà con tỷ lạc cộng sản. Vừa thấy Phú, thân tất tả trong bộ đồ cấp tướng xuất hiện, đám lính bị động quân đã vùng dậy, vung tay, huôn lạng, chửi thề đám nhà báo Sài Gòn đi săn tin, thấy vậy cũng đổ xô tới. Đứng giữa vòng vây các nhà báo trong cảnh tắc nghẽn xe cộ đường phố sôi sục. Phú bỗng lổi máu yên hùng, Phú giới thiệu bộ sậu thắp tùng rồi hênh hoang với đám nhà báo. Xin giới thiệu với các ký giả, đây là Đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn 2 và chuẩn tướng Phạm Duy Tất, tư lệnh biệt động quân, vừa trực tiếp chỉ huy việc lui quân ở Tây Nguyên. Ông Lý và ông Tất là những người hùng trong cuộc đông tiến vĩ đại này ngụy biện cho cuộc tháo chạy toán loạn ra khỏi Tây Nguyên, Phú dùng chữ đông tiến với cái ý đây là cuộc tiến quân về phía biển. Phóng biên báo Dân Chủ, cơ quan ngôn luận Đảng Dân Chủ của Thiệu, Phòng Quân Phú, xin Thiếu tướng đánh giá tổng quát về cuộc lui binh. Phú Ba Hoa, không phải là lui binh, mà là cuộc triển khai quân về phía biển trong khung cảnh tái bố trí lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Việc đông tiến vĩ đại của 20 vạn quân và dân của các tỉnh Pleiku, cô, Công Tum, Bơm thuật, nằm trong ý đồ tái bố trí lực lượng bảo vệ vùng Duyên Hải đã được hoàn tất tốt đẹp vào hồi 17 giờ chiều nay, ngày 25 tháng 3, sau đúng 8 ngày đêm dòng rã vượt hơn 300 km đường dài. Có tin cho rằng đoàn di tản bị cộng quân chặn đánh thiệt hại nặng, có rất nhiều thảm cảnh trên đường lên tỉnh 7B. Phóng viên báo Dân Chủ hỏi tiếp. Không, đó là những tin tức thất thiệt. Vũ phủ nhận thẳng thừng và tiếp tục bao hoa đoàn người di tản đã được quân đội, đặc biệt là lính biệt động quân của tướng Tất Đây bảo vệ tối đa. Quân đội đã đánh địch ngăn chặn ở phía trước, đánh địch bôn tập ở phía sau, vừa đi vừa làm đường, làm cầu, vì tới cả trăm cây số xuyên rừng trong vùng hoang vu. Phóng viên báo Dân Chủ hỏi tiếp, xin Thủ tướng cho biết cụ thể đã có bao nhiêu cây cầu được làm mới, được sửa chữa trên đường di tản từ Pleiku về tới Tiêu Hòa. Phú quay sang hỏi thân và tất. Cả ba dì dầm trao đổi một lúc, sau đó Phú quay sang dõng dạc tuyên bố với đám nhà báo. Công binh đã bắt tất cả 28 chiếc cầu để vượt sông. Với 28 chiếc cầu vượt sông to, suối nhỏ xuyên qua rừng hoang vu. Trong 28 cây cầu đó, cây cầu sông Ba được xem là công phu nhất với 300 m độ dài. Tám ngày đêm dòng dã trên đường bao hiểm nguy với 28 cây cầu bắc qua. Quả thực đây là một kỳ tích sự dắt díu nhau di chuyển nhịp nhàng, nghiêm chỉnh là dẫn chứng hùng hồn nói lên tinh thần đoàn kết quân dân keo sơn của chúng ta. Vừa nghe Phú nhắc tới cầu sông Ba, Lý đã dùng mình. Thung lũng sông Ba hãi hùng với cảnh cướp bóc, chém giết của hàng ngàn sát chết hiện tại. Với cảnh đám nhà báo chen lấn, cảnh ánh đèn loa loá với những lời tán dương trơ chẽn của Phú, Lý lắc đầu ngán ngầm. Thay vậy, chuẩn tướng thân tư lệnh phó quân đoàn 4 hiềm khích quý phú quay sang nói với Lý giọng mỉa mai. Đúng là thành công, phải không ông Lý? Đúng là một sự thành công của một đám ma khổng lồ được tổ chức chu đáo. Lý đáp giọng không kém phần chua chát. Tôi tán đồng với nhận xét sắc đáng của chuẩn tướng. Đúng là thành công của một đám ma, nhưng một cuộc đám ma hỗn loạn đến tận phút hạ huyệt. Phóng viên báo Dân Chủ cắm đầu ghi chép toàn bộ cuộc phỏng vấn với những lời ngụy biện trơ trẽn của Phú được đăng tải trên trang nhất của báo dân chủ số ra ngày 28 tháng 3 năm 1975. Bài phỏng vấn được thực hiện với một giọng văn bùi bút đến phát tẩm lợm. Duy có lời nhận xét của chuẩn tướng thân và đại tá lý về cuộc rút lui hỗn loạn thảm cảnh của hàng chục vạn người di tản, phóng viên báo dân chủ không hề đả động tới. Thế nhưng sự thật bi đát có một không hai trong lịch sử chiến tranh này đã được phơi bày trên mặt báo chính luận và nhiều tờ báo khác của Sài Gòn ra cùng ngày. Còn trước đó mấy ngày, tin tức về cuộc triệt thoái của quân đoàn 2 khỏi Tây Nguyên đã được tràn ngập trên các báo chí phương Tây với lời nhận xét chung là đây là chương bi thảm nhất của cuộc chiến tranh. Những bản phúc trình, tường trình cùng lời khai thu được tại Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn của các tướng tá quân đoàn 2, quân đoàn 2 gồm có tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, chuẩn tướng Lê Văn Thân, phó tư lệnh quân đoàn 2, chuẩn tướng Lê Trung Tường, tư lệnh sư đoàn 23, chuẩn tướng Phạm Duy Tất, chú trưởng biệt động quân quân khu 2, đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn 2. Văn bản kết luận của Ủy ban đặc biệt điều tra về cuộc rút lui khỏi Pleiku công tùng của quân đoàn 2 do Nguyễn Văn Thiệu lập ra. Vậy, người Mỹ muốn gì đây? Trong phòng làm việc riêng của Thiệu có bức ảnh khổ lớn chụp triệu bắt tay Tổng thống Mỹ Nixon tại cuộc gặp ở San Clemente ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 4 năm 1973. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên và duy nhất giữa Nixon và Thiệu sau Hiệp định Paris được ký kết. Trước khi ký hiệp định, quan hệ giữa Thiệu và Nixon hết sức căng thẳng. Trả lời phỏng vấn của Viện Nghiên cứu Chiến lược Ran Hoa Kỳ, Bùi Diễm, Nguyên Đại sứ quán chính quyền Sài Gòn tại Washington từ năm 1967 đến năm 1972, kể lại Thiệu kiên quyết chống Hiệp định Paris về điều khoản cho phép quân đội Bắc Việt được ở lại miền Nam. Nhưng cuối cùng Thiệu buộc phải ký vì sức ép của Mỹ. Vấn đề đặc biệt bi đát nằm trong hàng loạt ý kiến của Tổng thống Nixon gửi cho Thiệu trong các thư trao đổi về dự thảo hiệp định. Trong đó có một số thư Nixon viết bằng những lời lẽ hết sức cứng rắn mà trong công tác ngoại giao chưa từng có. Ví dụ, tôi hoàn toàn tin rằng phương án khác thay thế cho việc ngài không chịu ký hiệp định là việc Mỹ sẽ cắt bỏ hoàn toàn viện trợ cho nước ngài. Nếu ngài từ chối không chịu nghe theo chúng tôi, trách nhiệm và mọi hậu quả do chính quyền Nam Việt Nam sẽ phải gánh chịu. Nếu ngài không trả lời đồng ý vào lúc 12 giờ giờ Washington ngày 21 tháng 1 năm 1973, tôi sẽ cho phép tiến sĩ Kissinger ký tắt hiệp định, thậm chí không cần sự đồng ý của chính phủ của ngài. Vì vậy, cuộc gặp với Nixon tại San Clemente đã làm hài lòng thiệu vì đã có một bản thông báo chung đe dọa rằng Mỹ sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu Hà Nội vi phạm ngừng bắn. Bùi Diễm sau nhiệm kỳ đại sứ tại Washington về làm cố vấn cho Thiệu, tháp đồng Thiệu trong chuyến đi này cho biết, lời lẽ phát biểu của ngài không chính thức còn mạnh mẽ hơn. Ví dụ như Mỹ sẽ có hành động đối phó với bất cứ trường hợp vi phạm thô bạo lò của địch. Và ngài có thể tin tôi. Thiệu hài lòng với kết quả cuộc họp báo và mở chai sâm panh để uống mừng ngay sau khi máy bay của Thiệu cất cánh. Nhưng chưa đầy 2 năm sau, niềm tin của Thiệu và sự can thiệp của Mỹ đã lung lay dữ dội. Mất Phước Long, rồi mất luôn cả buổi mỹ thuật, Thiệu kêu gào sự can thiệp, răn đe nhưng Hoa Kỳ vẫn như chưa có một sự phản ứng nào. Cuối cùng thì tín hiệu chờ mong từ Washington cũng đã đến với Thiệu vào chiều ngày 15 tháng 3 năm 1975. Chỉ khi sáng mai thôi, cuộc rút lui của quân đoàn 2 khỏi Pleiku và Công Tung sẽ bắt đầu. Từ phòng Khánh Tiết, Hiệu và Phó Đại sứ Le Man, đại diện lâm thời sứ quán Mỹ tại Sài Gòn bước ra. Cuộc gọi kiến diễn ra được gần một giờ, không có ai trong phòng ngoài hai người. Hiệu tiễn Man ra tận xe, lúc đó đang đậu sát bậc thềm của dinh độc lập. Cả hai còn dừng lại trên cuốn tấm bản đồ đỏ hình con rồng bay trải dài xuất từ đại lễ, nói chuyện một lúc rồi mới chia tay. Chào tổng thống. Xin chào ngài Phó Đại sứ. Goodbye. Chiếc Chevrolet đặc biệt màu đen của đại sứ Mỹ có vỏ ngoài chống đạn vừa chuyển bánh. Thiệu đã vội vã lên phòng riêng đọc thư của Martin và Lehman chuyển đến. Đây là bức thư Washington mà Thiệu mong chờ kể từ sự kiện buôn ma thuật thất thủ. Thiệu đọc đi đọc lại bức thư, nghiền ngẫm gạch bút đỏ không phải một, hai, ba gạch dưới những đoạn quan trọng. Washington, ngày 14 tháng 3 năm 1975. Tổng thống Thiệu thân mến, tôi có thể đảm bảo với ngài rằng sẽ có đạn dược cho Việt Nam. Nhưng chúng tôi có thể đạt được những quả này nhanh hơn và với số lượng nhiều hơn nếu như chúng tôi có được vài chiến thắng vang dội để làm bằng cớ chứng tỏ khả năng thực sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cũng xin nói rằng, ngay nên chỉ thị cho tướng Quang, tướng Bính nên hỏi ý kiến của ông Lê và ông Poger về ảnh hưởng đối với dư luận công chúng Mỹ, bất cứ hành động nào trong tương lai cũng như vụ bắt cóc nhà báo gần đây. Trên chiến trường Việt Nam, thời gian tới sẽ là một thời kỳ gay go. Tôi chắc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ chắc chắn đồng ý với đánh giá của ngài hiện nay. Đang vấp phải một cuộc tổng tiến công, cường độ của nó rất có thể vượt qua cuộc tổng tiến công năm 1972. Ở Washington, các mặt trận đấu tranh thời gian tới cũng gay go và tôi tin rằng nếu tôi ở lại đây một thời gian nữa, tôi có thể đảm bảo chắc chắn với ngài rằng Tổng thống và các ông Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao đều quyết tâm rằng cuộc tranh cái ở Washington chấm dứt thì ngài cũng sẽ nhận được những nguồn của cải này. Nếu ngài muốn liên lạc với tôi, ông Lehman thì có thể chuyển bất cứ bức điện nào qua sóng bộ tuyến tuyệt đối an toàn của Nhà Trắng. Kính thư Graham Martin Mới có chuyện bắt bớ, nhà báo mà Martin đã cuống cả lên. tay lại xảy ra chuyện sát hại nhà báo Pháp, rắc rối quá. Washington sẽ còn choáng váng hơn nữa, thiệu nghĩ trước mắt không thể có một chiến thắng vang dội nào như Mắc Tinh yêu cầu, mà chỉ sáng mai thôi cuộc triệt thoái ở Pleiku, Công Tum đã bắt đầu. Phú vừa điện tuyệt mật báo cáo như vậy. Cho đến phút này, người Mỹ vẫn chưa hay biết gì. Cuộc hội kiến vừa rồi Thiệu cũng không hé gì với Leman. Man. Thiệu chỉ nói tình hình hiện tại rất căng, tương quan lực lượng hết sức bất lợi. Tuy nhiên, quân đội Sài Gòn sẽ tái chiếm lại buôn mệt thuật. Thiệu cũng không nói gì về chuyện bỏ Tây Nguyên và cũng không đả động gì đến khả năng phải rút ra khỏi một số vùng ở quân khu 1. Tình hình ở vùng 1 đang diễn biến hết sức nguy kịch. Hiệu vừa nhận được thông báo của trưởng cho biết vùng 1 đang bị giao động mạnh. Huế, Đà Nẵng đang đứng trước sức ép của đối phương ngày một tăng. Trường kiến nghị với Thiệu để sư đoàn dù tại Đà Nẵng thêm một vài ngày nữa. Thiệu đọc đi đọc lại một lần nữa thư của Mạc Tanh rồi đứng dậy. Thiệu vẫn ngậm điếu xì gà trên môi, đi đi lại lại. Phải rút ngay sư dù, tiểu nghĩ không thể chậm trễ. Có thể rút cả thủy quân lục chiến đi nữa. Sài Gòn đang rung động rất mạnh. Tòa lâu đài không khéo sụp đổ tới lời. Bước trên tấm thảm dạ đỏ dày mượt. Nhưng Thiệu cảm thấy rõ những dạn vỡ trong mỗi bước chân của mình. Đấy là dân chúng còn chưa biết tin buôn mệt thuật thất thủ. Còn sáng mai, chỉ sáng mai thôi, cả vùng Tây Nguyên rộng lớn sẽ bị chặt phăng khỏi cái thân thể làm Việt Nam này. Không cần phải đến ngày Sài Gòn sụp đổ, mà bất kể lúc nào, nếu không lắm chặt bàn tay thép, thì cũng sẽ bị bọn đảo chính đưa đi hành quyết. Cái thi thể phì lộn đẫm máu của Diệm, những cuộc đảo chính thanh toán nhau sành sạch ở cái xứ sở miền Nam này, luôn là cái cơn ác mộng ám ảnh hiệu. Tối hôm qua, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Hữu Thanh, Linh Mục, kẻ khởi tướng phong trào chống tham nhũng, đã nhang nhiên tổ chức một cuộc họp báo ngay trước mũi thiệu trong câu lạc bộ sĩ quan Tân Sơn Nhất. Một thằng tướng không quân bị thiệu cho ra hầu tòa, đăng đàn diễn thuyết mà cũng có cả chục nhà báo lăng xăng hưởng ứng. Rõ ràng Nguyễn Cao Kỳ đang lợi dụng tình thế quân sự khó khăn, lòng người đang đi tán nhảy ra tập hợp tay chân để thanh toán mối thù hận với thiệu. Thiệu bước nhanh ngồi phịch xuống chiếc ghế bành bọc da đỏ, cầm bút viết bức điện thượng khẩn cho trưởng, hủy bỏ thỏa thuận vừa mới viết hôm qua, chịu lệnh cho sư dù phải tức khắc rút về Sài Gòn, việc triển quân phải hoàn tất chậm nhất trong vòng một tuần lễ. Trong bức điện được đưa đi phòng thông tin liên lạc để chuyển đến cho trưởng, Thiệu trầm ngâm rửa lại tập hồ sơ lưu những bức thư của Tổng thống Mỹ Nixon gửi cho Thiệu, những bức thư với lời lẽ cứng rắn chưa từng có trong lịch sử ngoại giao của Nixon. Cảnh cáo, Thiệu cứ khăng khăng thản nhiên đối thì Mỹ sẽ bất lờ cái chính phủ Việt Nam Cộng hòa của Thiệu và sẽ ký hiệp định một mình. Rốt cuộc Thiệu cũng phải ký, nhưng chưa giáo mực. Thiệu đã tuyên bố thẳng thừng sẽ chống lại hiệp định Paris, chống cộng sản tới cùng. Cái hiệp định này, Thiệu nói, cứ như là một thứ đầu hàng cộng sản. Vậy thì người Mỹ muốn gì đây? Kể từ ngày Weigand cuốn cờ đưa quân đội viễn trinh Mỹ về nước, Câu đó luôn ám ảnh thiệu, lỗi lo đó cứ lớn dần theo thời gian. Tổng thống Mỹ thay Nixon vì vụ đổ vỡ Watergate, Woodford đã viết thư cho thiệu. Nhà Trắng, ngày 10 tháng 8 năm 1974, Tổng thống thiệu thân mến, tôi đã nhận nhiệm vụ Tổng thống của nước Mỹ. Một trong những suy nghĩ đầu tiên của tôi là về các cuộc tấn công vũ trang tàn bạo mà các lực lượng vũ trang của ngài đang chống lại một cách thành công và lòng dũng cảm gan dạ. Tôi nghĩ là tôi không cần thiết phải báo với ngài rằng chính sách đối ngoại của Mỹ xưa nay vẫn mang tính chất nổi bật quan trọng và tính kế thừa và mang nội dung lưỡng đảng. Điều đó ngày nay thể hiện sự trung thực hơn. Những cam kết của Mỹ đã tiến hành trước đây vẫn có giá trị và sẽ được tôn trọng đầy đủ dưới chính quyền của tôi. Thân, Woodford hơn 2 tháng sau, trong bức thư đề ngày 20 tháng 10 năm 1974, Cooper lại khẳng định: "Chính sách của Mỹ vẫn không có gì thay đổi. Dưới chính quyền này của tôi, chúng tôi tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ những cố gắng của chính phủ ngài. Tôi đảm bảo chắc chắn rằng chính quyền của tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức cung cấp viện trợ khi ngài cần." Ngay sau khi nhận được hai bức thư của Tổng thống Mỹ, Thiệu đã đem ra đọc cho toàn thể các thành viên nội các để khích lệ tinh thần đám thành viên chính phủ. Hiệu phấn khích nói, Hoa Kỳ đã cam kết trừng phạt răn đe nếu cộng sản vi phạm hiệp định Paris, vi phạm ngừng bắn. Tôi đã nói với Hoa Kỳ rằng, các ngài đã hy sinh trên trăm bạn người trong chiến tranh, 20 vạn người bị thương. Các ngài chi 150 tỷ đô la, có thời điểm ở đây Mỹ đã có tới 50 vạn quân. Các ngài đã gửi gắm uy tín của nước Mỹ vào làm Việt Nam tự do. Làm sao chúng tôi lại có thể nghĩ đó là một lúc nào đó các ngài lại bỏ rơi làm Việt Nam? nhưng đấy chỉ là những cam kết mạnh mẽ trên giấy cái mà thiệu cần là những phản ứng quyết liệt nhất của hoa kỳ trước những vi phạm trắng trợn hiệp định paris của bắc việt như Nixon đã hứa ở san clement sau khi phước long thất thủ và mất căn cứ ở núi bà đen tây linh trong hai ngày liên tiếp thiệu đã biết hai thư kêu gọi hoa kỳ lém bom tức khắc trừng phạt tức khắc để chặn cộng sản bắc việt lại không phải bỗng dưng mà thiệu kêu gọi hoa kỳ nếu chưa cho B-52 thì cũng cho máy bay ném bom của Mỹ từ căn cứ không quân Pacom của Thái Lan sang chi viện cho thiệu và dân đe cậu sản. Bộ Tổng tham mưu của tướng viên theo lệnh của thiệu cũng đã tới vòng tùy viên của Mỹ D.A.O. hoạch ra một kế hoạch quy định các thủ tục yêu cầu chi viện không quân khi cậu sản mở cổ tấn công. Những đường thông tin trực tiếp đường dây nóng giữa các bộ chỉ huy của Lam Việt Nam và căn cứ không quân Mỹ tại Phan Phanom tại Thái Lan đã được thiết lập. Các đường thông tin nóng này được mở ra giữa Phanom với Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Không quân Sài Gòn cùng bốn bộ tư lệnh vùng để sử dụng khi có yêu cầu về oanh tạc. Nhiều tướng lĩnh Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tổng Tư lệnh Không quân và các bộ tư lệnh vùng đã có chuyến bay sang Phanom để bàn về kế hoạch tình hình khẩn cấp máy bay Mỹ sẽ cất cánh từ Phan Nôm ném bom xuống các mục tiêu do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn chỉ dẫn để chặn bước tiến của cầu sản. Thế nhưng trên thực tế, Mỹ đã không có hành động răn đe nào đáng kể. Mãi một tháng sau thì mới có hồi đáp của Tổng thống Ford. Nhà Trắng, ngày 26 tháng 2 năm 1975, Tổng thống Thiệu thân mến, những bức thư đầy suy tư của Ngài để ngày 24, ngày 25 tháng 1 đã đến với chúng tôi mà các vấn đề Việt Nam là vấn đề luôn ở trong đầu chúng tôi, những người Mỹ cũng như nhân dân thế giới. Tôi xin chia sẻ với ngài nỗi lo ngại về Bắc Việt Nam không thực hiện những điều khoản căn bản nhất của Hiệp định Paris. Tôi xin cam đoan với ngài, chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực buộc thực hiện đầy đủ hiệp định này. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp viện trợ điều rất cần thiết cho cuộc chiến tranh của ngài cho đến khi đạt được hòa bình. Thân, Tổng thống Ford Bây giờ thì Hiệp định Paris đã bị Bắc Việt xé toạc thiệu nghĩ, mất Phước Long, mất Buôn Mình Thuột là mất cả Tây Nguyên rồi. Tình thế này nếu Mỹ không nhảy ngay vào thì Huế, Đà Nẵng cũng sẽ mất. Thiệu lấy cây bút dạ mộc đỏ viết lên giấy những dòng chữ ngoạch ngoạc. Người Mỹ sẽ phản ứng như thế nào nếu chúng ta rút ra khỏi Tây Nguyên? Nếu bỏ Tây Nguyên đột ngột như vậy có gây sức ép buộc quốc của Mỹ thông qua khoản viện trợ đột xuất bổ sung cho Nam Việt Nam để cứu vãn được những gì còn lại không? Muốn giữ vững được phần đất còn lại, tái chiếm những lãnh thổ đã mất, quân đội Việt Nam còn hòa cần người Mỹ đáp ứng những yêu cầu cụ thể. Những vấn đề này được giao cho các văn viên Phạm Văn Quang, Trần Tịnh Khiêm và Hoàng Đức Nhã nghiên cứu để đệ trình gấp những cái cơ sở đó làm cái văn bản chính thức yêu cầu người Mỹ. Nhưng đề nghị cụ thể của quân viện thì cũng không được lưu trong bức thư gửi riêng cho Tổng thống Pho Thiệu sẽ viết vào ngày mai. Tại mặt trận vùng 1, Huế ngập thở. Điện của Thiệu tới lúc cuộc họp khẩn cấp của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 sắp kết thúc. Cuộc họp do trưởng chỉ huy bàn về kế hoạch phòng thủ mới đây với đầy đủ các tướng tá chóp bu của vùng 1 chiến thuật. Thiếu tướng Hoàng Măng Lạt, chuẩn tướng Lâm Quang Thủ, tư lệnh phó quân đoàn, các tư lệnh sư đoàn 1, 2, 3 bộ binh, sư đoàn du, sư đoàn thủy quân độc chiến, sư đoàn 1 không quân, tư lệnh hải quân vùng 1 duyên hải, tham mưu trưởng quân đoàn, tỉnh trưởng thừa thiên huế và tỉnh trưởng đà nẵng. Bức điện được giải mã và chuyển ngay vào phòng họp. Đại tá đang tham mưu trưởng quân đoàn nhận điện, đọc đứt thấy nội dung quan trọng nhưng đang không đưa ngay ra được. Vì lúc đó trưởng đang bắt biểu kết thúc đứng trước tấm bản đồ bọc đi lông có dáng người cao gầy nước da ngăm đen gương mặt khổ đầy mụn trứng cá, trưởng vung tay nói với đám tương tá hiện nay lực lượng địch tại quân khu một đã lên tới sáu sư đoàn có xe tăng có pháo binh hiểm trợ các trục đường giao thông được cải thiện hỏa lực mạnh cùng với sự tham chiến của các chiến xa địch có thể tấn công bất cứ vào cứ điểm nào trên tuyến phòng thủ kéo dài và rất khó bảo vệ của chúng ta. Với hai cuộc tấn công chiếm hai quận Tiên Phước, Hậu Đức ngày 10 tháng 3, ý đồ của địch đã rõ. Mặt Nam nhằm bao vây đánh chiếm Tam Kỳ, chia cắt Đà Nẵng với Chu Lai, Quảng Ngãi. Mặt Bắc ép mạnh Quảng Trị, dồn vào Mỹ Chánh, Hương Điền rồi nhằm chia cách Huế và Đà Nẵng, tiến tới giai đoạn chốt bao vây khu vực Đà Nẵng. Như vậy, Đà Nẵng sẽ là trung tâm, là cái gốc. Ngọn Bắc là Quảng Trị, ngọn Nam là Quảng Ngãi. Muốn trụ vững thì ngọn và nhẹ nhàng, gốc phải lặng và mạnh mẽ, kể cả phương diện quân lẫn số quân và vũ khí. Có hoạch phòng thủ mới này tôi đã phát thảo với Tổng thống ngày hôm qua và được quý vị tư lệnh ở đây chấp nhận. Tôi quyết định những việc phải làm tức thì, nghỉ hơi, lấy sức một chút, trưởng tuyên bố. Một, lệnh bỏ tất khắc các quận Tiên Phước, Trà Bồng, Sơn Trà rút về khu đồng bằng để bảo toàn lực lượng. Hai, lệnh các tiểu khu trưởng có kế hoạch rút bỏ các khu vực không quan trọng, nhưng xét ra không thể phòng thủ được để lấy lại lực lượng tổ chức thêm các đơn vị xung kích lưu động. 3. Rút sư đoàn thủy quân lục chiến từ Quảng Trị về Đà Nẵng. Để có thế chân sư đoàn dù phải trả về Sài Gòn, việc thay quân lực phải thực hiện lần lượt từng bước. Theo lịch trình đã được tư lệnh sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến đã hoạch định sẵn. Theo thỏa thuận, cuối tháng này phải trả xong sư dù. Tôi vừa tỉnh chỉ thị xin lui hạn 10 ngày để quân đoàn 1 có đủ thời gian tái bố trí lại lực lượng. Tuy nhiên, đến phút này vẫn chưa nhận được tín hiệu gì. Vậy ta cứ theo kế hoạch mà bàn mà triển khai. Trưởng vừa nói tới đây thì đang đứng dậy. Trình Trung tướng có điện thượng khẩn của Tổng thống. Đang bước tới đưa bức điện cho trưởng. Vừa đọc nước một lần, trưởng đã nổi cọng đập bàn. Quý vị xem, trưởng chỉ bức điện ra trước mặt đám tướng tá. Đá lệnh tác chiến một cái thay đổi sành sạch đủ má chỉ chết cái thằng tướng cầm một quân ngoài mặt trận điện của thiệu được đọc lên và lập tức đổ ra cuộc tranh cãi loạn xạ người phản ứng quyết định nhất là lâm quang thi chuẩn tướng tư lệnh phó quân đoàn và nguyễn văn điểm chuẩn tướng tư lệnh quân đoàn sư đoàn bộ binh một điều đó dễ hiểu vì thi là chỉ huy trưởng bộ tư lệnh tiền phương còn gọi là bộ tư lệnh nhẹ quân đoàn một đóng tại hưng điền còn sư đoàn một của điểm thì đứng chân tại Quảng Trị, sư dù rút, bộ tư lệnh tiền phương của thi và sư đoàn 1 của điểm tức khắc bị đe dọa. Thi nói giọng gay gắt, cần phải kiến nghị lại, tuần này này khác gì phanh ngực cho đối phương bắn. Ngay sáng ngày mai, một lữ đoàn thì quân lực chiến đã phải rút ra khỏi Quảng Trị, thế chân cho lữ đoàn dù đầu tiên lên máy bay, bay ra phú bài về Sài Gòn. Chỉ có một tuần thời gian đó cũng đủ để tái bố trí các tuyến phòng thủ ở Quảng Trị và Bắc Huế. Lấy lực lượng đâu ra để chám vào lỗ hổng lớn đó do sư Thủy Trân lục Chiến đang rút đi. Mặt trận Quảng Trị bị xuyên thủng, tức khắc mất Huế và Đà Nẵng nằm trong tầm pháo. Điều đói đến là phía Bắc Việt tấn công, cứ làn sóng người, vợ con binh lính chạy loạn xạ, đổ ra cái cảnh vây hãm tứ bề tại Đà Nẵng thì ngộp thở chỉ có chết. Thì quay sang phía trưởng nói tiếp, còn một vấn đề nữa trung tướng cần lưu tâm. Từ trước ngày cộng sản chiếm buôn ma thuật, khắp vùng một đã loan tin về thỏa thuận ngầm chế đất đai, dân chúng hoang mang. Theo tin đồn đó, Sài Gòn đã ký nhượng cho cộng sản toàn bộ vùng một, giới tuyến sẽ lui sâu vào phía nam, sẽ đan chéo từ buôn ma thuật xuống Nha Trang. Trong chính quyền trung ương, ngay cả tổng thống, cục tác chiến chính trị của quân đội cũng chưa một lần cải chính. Sư Dù và Sư Thủy Quân Độc Chiến đùng đùng bỏ đi ra khỏi địa bàn. Làm thế khác nào ta công nhận chuyện chia cắt đất đai là có. Dân chúng sẽ khoảng hút kéo nhau chạy về phía Nam. Trước hết là dồn vào Huế, sau đó là Đà Nẵng. Tắc nghẽn và hỗn loạn tất cả. Quân đội còn đánh chắc được cái gì? Trung tướng cần cân nhắc kỹ điều này. Trưởng đáp, hai tay buông xuôi, nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Những điều chuẩn tướng thi phân tích tôi cũng đã nghĩ tới. Sự tái bố trí lực lượng vội vã trước sự ép nặng nề của đối phương lúc này rất có thể gây ra những thảm họa sẽ phải kiến nghị lại hoặc tôi bay về Sài Gòn hoặc một phái đoàn cao cấp của chính phủ và bộ tổng tham mưu cao cấp hiện thời có mặt ở đây để giúp cho vòng một giải quyết hàng loạt những vấn đề đang tuột ra khỏi tầm tay. Thế nhưng việc rút cấp tốc sư đoàn dù và đích thân tổng thống ra lệnh thì không thể trì hoãn. Tôi đã tranh cãi với tổng thống về vụ này. Tôi biết không đảo ngược được quyết định đó đâu. Cuộc họp rút cuộc phải kéo dài chỉ có tư lệnh sư đoàn dù và tư lệnh sư đoàn thị quân lục chiến rút trước để lo đôn đốc việc chuyển quân vào sáng mai các thi viên còn lại đâm đầu vào cuộc tranh cãi hoạch định kế hoạch phòng thủ mới cho mặt trận phía bắc huế kế hoạch trì hoãn gồm có 3 giai đoạn do điểm tư lệnh sư một vạch ra cuối cùng được trưởng và thi chấp thuận kế hoạch đó như sau giai đoạn một phòng thủ tuyến đen tức là tuyến sông thạch hãn Giai đoạn này sẽ sử dụng lực lượng chủ bị mạnh để hà này tuyến bị chọc thủng. Sẽ bằng mọi giá bảo vệ thành cổ Quảng Trị, động ông Do và đồi 300. Giai đoạn 2. Nếu bị áp lực quá mạnh, không giữ được thì trì hoãn chiến về tuyến đỏ, tuyến Mỹ Tránh. Nếu tuyến Mỹ Tránh không giữ được thì giai đoạn 3 sẽ rút về tuyến xanh, đó là tuyến Bắc Linh An Lỗ và phải củng cố ở đây bằng mọi giá. Từ bãi đậu trực thăng trong sân của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 Năm chiếc HU1A cùng lúc bốc đen, chiếc động cơ lao động cả một bầu trời Đà Nẵng. đen hiệu xanh đỏ lập lòe. Năm chiếc trực thăng cắn đuôi nhau, lượn một vòng rất thấp rồi tỏa đi đưa các tư lệnh các sư đoàn về sở chỉ huy của mình. Trình Trung tướng, xin Trung tướng dùng cơm chiều đã quá trễ rồi. Thôi khỏi, cho lý kỳ. Tập liền mấy ly whisky loại mạnh tới 50 độ trường đốt tiếp điếu thuốc Robi quân tiếp vụ. Thứ thuốc tầm nhiều heroin này, trưởng rất nghiền, đốt điếu thuốc, trưởng ủy ngoại bước ra sân sau, một ngày căng thẳng và mệt ngoài. Trời đã tối sẫm, đường phố Đà Nẵng đã lên đèn từ lúc nào, những con đèn điện răng trên bán đảo Sơn Trà nhấp nháy, run rẩy một làn gió hiếm hoi đâu đó từ sông Hàn thổi tới, trưởng cười phăng trước, trưởng cảm thấy khó thở không khí ong ong ngột ngạt vô cùng, dường như sắp có một công dương rông lớn. Trường đã từng du học ở Philippines, từng tốt nghiệp học viện hỗn hợp thủy quân lục chiến ở Hawaii, từng có 3 năm tu nghiệp tại học viện Paul Lehman của Mỹ và từng là tư lệnh trong 4 vùng chiến thuật. Thế nhưng đời binh nghiệp, trường chưa bao giờ thấy gây gò như lúc này. Đây là lần đầu tiên trường phải đối mặt trực diện với cuộc chiến. Cái mùa hè đỏ lửa năm 1972 cũng không dội lên trong tưởng lỗi lo sợ ám ảnh đến như thế. Hồi đó, trong lúc cuộc chiến của quân giải phóng ở vùng 1 lên tới cao điểm, đang làm tư lệnh của vùng châu thổ, trưởng bị thiệu điều ra đây. Rốt cuộc từ năm đó, trưởng gặp may, thành cổ Quảng Trị tuy chỉ còn một đống gạch vụn nhưng vẫn nằm trong vùng Sài Gòn kiểm soát. Huế, Đà Nẵng chưa bị tấn công, thế là bỗng chốc trưởng trở thành người hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thậm chí còn được CIA cho là con bài đáng giá nhất để đảm trách chức vụ tổng tham mưu trưởng của quân đội thay cho cao văn viên. CIA muốn thay cao văn viên vì viên là kẻ ba phải sống dung hòa, thiếu kiên quyết trong các cuộc hành chiến. Nhưng vì viên là người của DIA, cơ quan tình báo của quân đội Mỹ, nên rằng co này vẫn chưa thay thế được bác mạch được chủ Mỹ. kể từ đấy, trưởng gây chú ý ra thanh thế của mình. Trưởng mạnh dạn dùng những tướng tá giỏi dưới quyền xây dựng một bộ tham mưu trở thành một bộ tham mưu mạnh, có năng lực nhất trong bốn bộ tham mưu quân đoàn của quân đội Sài Gòn. Thỉnh thoảng, trường lại bày trò tự lái xe xét sọc xuống kiểm tra các đơn vị, đôi lúc trưởng còn giả dạng dân thường, la cà chất trên các con phố để lắm tình hình. Những nơi trường xuống kiểm tra là những nơi trong vùng đô an toàn và được cài cắm bảo vệ cẩn thận. Thế mà cái trò trang trí rẻ tiền đấy, cộng với sự khuếch trương của đám thuộc hạ thân tín cũng là một tác dụng nhất định. Thứ nhất, bọn thuộc cấp rất sợ trưởng. Thứ nữa, đã quát cho trưởng hình ảnh của viên tướng dũng cảm, sông sáo và có ý thức xây dựng quân đội nhất của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1972 đã giúp trưởng trở thành người hùng ấy. Khác bây giờ nhiều lắm. Trưởng hiểu hơn ai hết. Để cứu vãn vùng 1, có sự tham chiến của người Mỹ. Chỉ riêng việc ném bom chiến thuật B-52 thôi, mỗi ngày trưởng cũng có gần 300 phi vụ mỗi đợt. Đấy là chưa kể phóng hạm của hạm đội 7, có thể lã vào bất cứ lúc nào, vào bất cứ tọa độ nào mà trưởng yêu cầu. Nay thì người Mỹ đã ra đi, B-52 không còn nữa. Máy bay, bay chiến thuật huy động tối đa cũng chỉ làm vài chục phi vụ trong một ngày. Bởi có lẽ, tuy cuộc tấn công của quân giải phóng, ở vùng 1 chưa đồng loạt lộ ra, Trường vẫn cảm thấy chiếc thòng lọng đang thiết dần vào cổ mình mỗi lúc một chặt. Bôi mà thuật đột ngột thất thủ. Nếu cả Pareko, Công Tum cũng mất nốt thì áp lực của đối phương sẽ như một trái núi lớn đè lặng xuống vùng 1. Tình thế thật khó mà giữ nổi. Trường thoáng có ý định từ nhiệm. Đây là lần đầu tiên trong quãng đời bình nghiệp trường cảm thấy là thoái chí muốn bỏ cuộc. Lặng lẽ trở lại văn phòng, trường lên máy xin nói chuyện với Thiệu, không được gặp. Cuối cùng, trưởng báo cáo nội dung buổi họp Bộ Tư lệnh chiều nay với các văn viên. Trưởng nhờ viên trình ngay với tiểu yêu cầu trưởng sẽ cử gấp một phái đoàn cao cấp do đích thân Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng dẫn đầu ra thị sát và giải quyết yêu cầu cấp bách của vùng 1. Trưởng được lời hứa chung chung và muôn thủ của viên là sẽ đáp ứng tối đa mọi yêu cầu. Còn truyền phái đoàn ra kinh lý vùng 1 do viên nói thì không thành vấn đề nữa vì Tổng thống đã tính tới vụ đó rồi. Xin thưa các bạn hết phần 4 cuốn biên bản chiến tranh của Trần Mai Hạnh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình. Hẹn các bạn trong chương trình tiếp theo. Mình rất mong muốn những bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký ủng hộ kênh. Vâng, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.